Em học bên quản trị mạng, em làm ở Sài Gòn được 3 năm. Em có định hướng là cho cha mẹ lên Sài Gòn luôn, có mua đất ở Củ Chi đó chị. Nhưng mà cha mẹ thì không có chịu, cha nói thôi về quê sống với cha thôi, em về luôn. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. À, chào anh. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ mình giới thiệu đi em gái. Em tên Nguyễn Lương Thảo, năm nay em được 27 tuổi rồi. Em đang làm việc tại Long An. Em sống ở Kiên Giang. Mình làm công việc gì ở Long An? Dạ, em là nhân viên kiểm hàng trong công ty của Hàn Quốc. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Em tên là Hùng Nguyễn Minh Hùng, quê ở An Giang. Em hiện tại là nông dân, thì em làm vườn. Ở nhà có trồng chanh, hôm nay em có hái chanh lên đây. Chanh nhà trồng đó hả? Dạ. Chúc mình tặng đàn gái nha. Dạ. Làm vẫn ở quê luôn hả em? Dạ, ở quê. Trước kia thì em khi học ra thì em học bên quản trị mạng. Rồi em làm ở Sài Gòn được 3 năm. Rồi em có định hướng là cho cha mẹ lên Sài Gòn luôn, có mua đất ở Củ Chi á chị. Ủa rồi sao không ở Sài Gòn mà đi về quê lại? Dạ nhưng mà cha mẹ thì không có chịu, tại vì nói bà con dòng họ đó, cha nói thôi về quê sống với cha thôi, em về luôn. Với ai trong nhà nữa không? Dạ trong gia đình thì có 5 chị gái. Dạ có mình anh em à. Chị thì lập gia đình hết rồi. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi em gái. Điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, thích quan tâm người khác. Nhược điểm của em thì nói nhiều. Nói nhiều, nãy giờ có thấy nói nhiều gì đâu. Nó có chút không à. Chứ nấu ăn thì dở. Gọi gì nữa em? Chà nhiều đó hết. Vậy đó, đó cô nói cô nói nhiều đó. Rung hả? Hít thở vô thoải mái lên. Bây giờ hát bài gì cho đỡ rung đi em gái. Dạ em chỉ hát được một vài câu thôi ạ. Rồi mời em. Chưa biết yêu lần nào, biết ra làm sao, trong tình yêu như thế nào. Trời ơi trời. Tiếp đi, đang hay mà. Dạ em hát thuộc rồi, Trời đất ơi, em hát độc lắm á, giọng em độc lắm à. Dạ em chào anh. Nghe giọng em qua liền luôn á. Bắt đầu. 2, 3. Trong 3, 2. Vậy em quên hết rồi. Hồi chút xíu nhớ hát nha. Kiên Giang đúng không? Dạ. Nghe An Giang hát nè. 2, 3. Em có bữa chương trình bài hát thôi để em hát nha. Trời ơi. Quên. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, chờ một đêm nào đâu. Tiếp. Anh sẽ trồng chanh về bên nhà em. Thôi được rồi, vậy chúc hai người gặp lại hát nha. Nhớ suy nghĩ bài gì gặp ảnh là hát liền nha. Đàn gái dễ thương lắm. Đàn trai qua thấy đàn gái khoái rồi nha. Chấm rồi đó. Thôi bây giờ mình tiếp câu chuyện dở dang lại đi. Nhà trai nói điểm yếu, điểm mạnh gì của mình đi. Điểm mạnh của em thì việc nhà em làm được hết. Với lại em thì cũng vui tính, được mọi người mến. Còn điểm yếu của em thì em có cái tánh nó hơi kỳ, đói bụng rung lên là em chẳng làm gì được hết. Với lại ngủ hơi ngáy, tánh cũng hay cọc tí nữa. Trông giống anh cũng vui vui, cọc à. Thôi bây giờ mình nói chút xíu đường tình đi, có mấy mối tình rồi? Hồi trước thì ở Sài Gòn cũng có quen xong thì khi mà em định về quê đó, rồi em có nói với bạn gái ấy để về quê sống với ba mẹ, thì bạn không chịu. Về bên An Giang đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi. Dạ. Em vừa trồng chanh, có trồng nấm bào ngư. Hôm nay thì em cũng mon men trồng thêm nấm linh chi. Ồ, ngon quá. Ngon à, vừa về đi em, về trồng đi em, có chanh ăn chanh, có sao nấm em? Ăn nấm. Tình trường em thì sao? Dạ em có hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất của em thì quen được khoảng được năm mấy gì đó, do tánh của em ghen nhiều quá cho nên là ghen nhiều quá hả? Dạ không có thích
cái tính cách hay đi chơi của em nhiều quá. Ảnh thì nói chung là kiểu hơi gia trưởng. Đi chơi là đi đâu? Dạ thì sở thích của em là thích đi du lịch, đi xem phim, ăn chơi giống đậu nhạc rồi là dạ không, đàn đúm rồi đâu có đâu đúng không? Dạ không. Nhưng mà em gái biết sao, nãy anh qua anh nhìn em á, em có một cái khuyết điểm là nếu nhìn vô nó hơi dữ dữ á, thành ra là ông cũng hơi sợ sợ. Dạ, em ngầu lắm. Dạ cái đó thì em đi làm á, từ trước đến nay á ai cũng nói với em vậy, cả nam hay nữ cũng nói em vậy. Nhưng mà em cho dù em có cố gắng để chỉnh sửa, chẳng hạn như là mình chỉnh sửa lại cho mình cảm thấy hiền xíu, nhưng mà bản thân em thấy mình có dữ không? Dạ không, em rất hiền, em rất hiền. Trời sinh ra vậy là chịu thôi, chứ tính tình rất hiền. Dạ. Chỉ có thích làm đẹp, thích đi du lịch, cái đó thì ai cũng muốn hết đúng không? Dạ. Rồi bây giờ em trai em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Phải có một cái sự suy nghĩ, phải biết thông cảm, phải biết chia sẻ. Cái gì mình cũng phải từ tốn, phải biết suy nghĩ tí xíu, chứ không phải giống như nhiều bạn ấy, bạn nói bạn ghen đi. Tùy theo cái việc, nhà em rất là nhiều người mến, thật sự là vậy. Có nhiều đứa em nó hay gọi nói chuyện với em, nó cũng tâm sự. Em ghé mưa em hả? Nói, không phải em ghé mưa, tại vì em ở quê thì có cũng giao thiệp cũng nhiều. Nếu như mà bạn ấy không tìm hiểu được rõ đó là sự việc như thế nào, hoặc nói chuyện về vấn đề gì thì bạn ấy ghen thì nó không hay. Nó phải có vấn đề mới ghen đúng không? Dạ đúng rồi, đúng. Dạ. Rồi còn bạn gái có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Cao khoảng 1m65, nặng khoảng 60kg trở xuống là được. Ừ anh vậy đó em. Trời cái giọng ổng ngọt dữ ha. Gọi gì nữa em? Nói chung là về gương mặt thì ưa nhìn xíu, ngoại hình thì hơi phong độ chút. Đàn ông sao là phong độ? Thì ăn mặc gọn gàng lịch sự là được. Có những cái điểm gì em không thích ở người đàn ông, hay là em có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Em diễn tả. Nói chung là mẫu người lý tưởng của em thì vui vẻ cỡ Ngô Kiến Huy là được. Không thích hút thuốc. Có hút thuốc không trai? Dạ không. Không có. Không hối tóc. Không có mọc râu hai bên nhiều quá. Hối nhiều là cỡ nào mới hối nhiều? Thì cao quá không. Cao quá hả? Dạ. Đâu, chờ chờ chút xíu nha. Mà râu chính giữa được không? Trời dạ, râu giữa phải cạo sạch. Phải cạo sạch, không được để râu. Dạ. Chết rồi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Ê, chào chị. Đi cho nó gọn đi em. Cô gái hoàng trời ơi, rồi. Trời. Rồi bây giờ là cô này là cô chịu làm dâu. Thấy là ổn rồi đó, phụ em làm công việc cái gì vậy? Sao không có tóc mà còn có kẹp? Em biết đâu cái kẹp này nó vơi vào đâu. Cái gì là ghen nè. Trời ơi, giới tính rõ ràng không ông? Dạ. Trên đầu có kẹp tóc là sao? Cái này nó lỡ đi chứ. Cái gì cũng phải cẩn thận, cầm cái khăn là coi có kẹp hay không nha. Leo lên xe hay là trên ghế ngồi coi có tóc của ai không nha. Chứ không mà về bà ghen. Đó là kinh nghiệm ha. Dạ dạ cảm ơn anh. Thôi cất cái kẹp thì coi gì kẹp này của anh đi. Rồi ta đang làm việc ở trên Long An lận. Bây giờ nếu mà đem về quê thì em có tìm được công việc gì ở dưới quê cho vợ mình làm không? Tùy theo bạn thôi. Ví dụ bạn cũng muốn kinh doanh, nhà em vẫn có để tạo điều kiện cho bạn kinh doanh. Tại mấy chị em hỗ trợ hết mà, chứ lại em cũng có nữa mà. Hồi trước mua đất của Chi á, thôi giờ em bán đất của Chi xong về em mua lại dưới quê. Trong gia đình em thì có mình anh em thôi, cho nên tất cả cái gì cũng là của em hết. Chắc không? Bậy dạ, à, chắc chưa chắc đâu à. Anh thấy cũng được rồi đó. Được, bên được. Kiểu rồi chị ơi. Nhìn kỹ là dễ thương lắm mà. Bởi vì nhà mặt thôi. Tiền ha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân, hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào cô chú Hồng Linh. Dạ chào cô Quốc Tường. Dạ chào khán giả. Dạ chào anh thằng trai. Tôi là mẹ của Ngọc Thảo. Cô Thảo ở đây thì cũng có tánh hơi bướng bỉnh chút vậy thôi. Thấy mặt mày nó không dữ chứ nó hiền lắm. Theo cô thì thằng trai được không? Dạ thấy thằng trai cũng được. Nói chuyện đồ cũng có lễ phép này kia thấy cũng được. Đúng rồi. Thì con thấy, con nhìn kỹ đây đi. Mình coi coi được, mình bấm nút đi con. Nặng tiến tới hôn lễ đi. Thì mẹ cũng chồng cho có cháu rằng ẩm. Rồi, mẹ chồng có cháu rồi. Rồi bên nhà trai đi với ai em? Dạ em đi với chị. Hai chị với anh rể. Em là Nguyễn Thị Ngọc Diễm, chị năm của Minh Hùng. Em cũng bổ sung rằng là hồi nãy em có nói tất cả tài sản, gia tài đồ này kia thì mấy chị đều là cho em hết, không có phân chia. Còn như em á, thì muốn buôn bán, kinh doanh gì đó thì ở quê đều có. Em thì em nhận xét về Thảo á, thì được, cũng hiền. Mới thì nhìn cũng hơi bị dữ thiệt.
Nhưng mà theo như em nghĩ thì con người mình không thể nào nhìn bề ngoài. Rồi. Em xin hết ạ. Cảm ơn chị Năm. Bây giờ mình mở rào nha. Mở rào ngoài nha. Không ngụy trang nữa hả? Có sao để vậy người có ơi. Có sao để vậy người ơi luôn ha. Hồi nãy quấn cái khăn đẹp lắm. Có cái kẹp gỡ quá anh Linh đã lấy rồi. Đây anh có đó hoa dạ, tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Với lại cái này tranh gia đình anh chồng. Dạ. Anh thấy cái vụ mà hói hói ra thấy ổn không? Sao hói nhiều vậy? Xưa kia nó không hói nhưng bây giờ nó hói. Thôi sau chương trình anh về anh tìm thuốc sử dụng tóc cho mọc nhiều ra chút xíu đi. À, như có mắt he thì phải ạ. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh cảm giác như thế nào? Nói chung là giống như nãy em nói vậy đó. Thì nhìn em ban đầu thì thấy nó hơi dữ. Nhưng mà có thể là cảm nhận được em cũng không phải như cái nét ban đầu. Cũng dễ thương mà. Nhìn em anh chấm được khoảng mấy điểm? 7 điểm. Được những điểm như thế nào được 7 điểm anh? Chẳng hạn như về dáng, về làn da, yeah. Về nụ cười. Còn em nhìn anh sao? Thì nhìn anh thì nói chung là... Mấy điểm? Chắc cũng được. 6 điểm à? Chắc cũng được, gần được 6 điểm, chắc 5 điểm rưỡi. Thì về sự thật thà nè. Nói chung về cái tính khen tao ngoại hình chút coi. Thì ngoại hình thì nói chung là đẹp. Chỉ có tóc là nó không được đẹp lắm thôi. Trời ơi, em trừ cái điểm hói nặng quá em. Thì em làm thì thường thường là chủ nhật em sẽ được nghỉ. Chủ nhật nghỉ hả? Dạ. Anh có lên đó để đi uống cà phê hoặc là đi chơi cùng em được không? Được, anh sẽ đi được chứ. Ý là cổ đang mong muốn cái sự chăm sóc quan tâm của em. Như là phải cho thời gian hai người tìm hiểu rồi mới cưới dạ. Được chứ. Bạn gái có thể là hiểu giùm cho em. Thì ở xa có thể một tháng em lên hai lần vẫn được. Được không em? Dạ trả được. Giá đi. Một tháng lên hai lần thì cũng tốt. Nếu mà lên phải hết 4 ngày trong chủ nhật. Một tháng có 4 ngày lên hết thì càng tốt. Dễ thương. Có thể tìm hiểu nhiều hơn. À bây giờ nè. Nãy giờ em nói chuyện với chàng trai đối diện á. Dạ. Em cảm giác nó trong người nó thế nào? Nó có thay đổi gì không? Dạ rung quá trời luôn anh. Rung không? Vậy là dạ. Có thay đổi rồi đó. Còn em trai? Thì em nhìn bạn xinh. Thích nên... không? Dạ thích à. Thích hả? Thích là được rồi. Dạ. Như vậy là tốt rồi. Hết thời gian rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân hai bạn nhé. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng nha. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Dạ, chào cô. Con xin phép cô cho con được hôn thảo. Hóa cô gật đầu thấy không? Chào chồng em nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Tặng mỗi bạn là một bộ mỹ phẩm chăm sóc da mũ trôm Tân Gia Khang, gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Rồi, gửi tặng hai bạn đây là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island gửi tặng hai bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá là 10.200.000 đồng đến từ thương hiệu Lộc Phúc Fine Jewelry. Có thiết kế tinh tế vượt trội, đi đôi với chất lượng đỉnh cao, bền vững theo thời gian, được thiết kế riêng cho câu chuyện tình yêu của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây, nhưng mà tới hôn nhân mới được lấy. Rồi em cảm ơn ạ. Dạ, dạ, rút dạ. Ngắn thời gian yêu nhau lẹ lẹ rút cổ về quê nha. Dạ dạ. Về Tân Châu Hồng Ngự luôn ha. Chúc họ gặp thật nhiều may mắn và hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai.